Hello, xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh ITP Club Channel ha. Và đến với bản tin thị trường ngày hôm nay 29 tháng 1 của em Tùng. Ok, xin chào tất cả anh chị, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ ha. Mà không biết là hôm nay chúng ta có vui vẻ được không anh chị ha. Mặc dù về điểm số thị trường thì nhìn vào cảm như là nó sẽ vui. Tuy nhiên, nhìn vào các cổ phiếu thì chúng ta lại thấy là buồn ha. Thực sự là cái nỗi buồn này thì nó không phải là nỗi buồn lớn, nhưng mà đâu đó cái nỗi băn khoăn của mỗi chúng ta nó sẽ lớn hơn chị, đúng không? Thua lỗ thì không thua lỗ đấy, nhưng mà băn khoăn là liệu rằng trong những phiên tới nó có những cái nguy cơ nào hay không ha. Thì hôm nay mình sẽ cố gắng phân tích kỹ hơn cho anh chị từng nhóm cổ phiếu, đặc biệt là các cổ phiếu tiêu biểu, thì nó sẽ là dẫn dắt những cái cổ phiếu còn lại đi theo cái tình hình chung trong giai đoạn sắp tới anh chị nhé. Vậy thì liệu rằng săn vỏ đỏ lòng nó có nguy hiểm hay không? Thì chắc chắn rồi, từ xưa đến giờ mỗi lần mà chúng ta thấy săn vỏ đỏ lòng thì rõ ràng là về mặt ngắn hạn ha, sẽ có những cái nỗi lo. Vậy thì anh chị đang theo dõi video này, anh chị hãy cho Tùng xin một like, một share để Tùng có thêm động lực để làm những cái bản tin liên tục, cập nhật liên tục để cho anh chị tránh được những cái nỗi lo lắng này anh chị nhé. Ngoài ra thì mọi người nhớ thả tim và để lại bình luận ở bên dưới phần bình luận của video này. Ngoài ra thì số điện thoại của mình ở phía trên màn hình đang chạy ở phía trên 0902 986 119. ID của Tùng là 8774 tại công ty chứng khoán VPS. Anh chị nếu chưa có người đồng hành, chưa có người hướng dẫn, chưa có người tư vấn đủ tin cậy thì anh chị hãy mở tài khoản hoặc là chuyển ID về Tùng càng sớm càng tốt ha. Hy vọng là thị trường chúng ta mặc dù giai đoạn này khó khăn nhưng mà qua giai đoạn cuối tuần này cũng như là giai đoạn qua Tết bước sang năm 2024 âm lịch, chúng ta sẽ có những cơ hội kiếm tiền rất lớn anh chị nhé. Cho nên mọi người hãy cố gắng về đồng hành cùng với Tùng càng sớm càng tốt. Welcome tất cả anh chị ha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ điểm qua thông tin thị trường ha. Rồi, đầu tiên là chúng ta thấy ngày hôm nay thị trường săn vỏ đỏ lòng. Đấy. VN Index đóng cửa 1175.69, vẫn tăng nhẹ 0,02 điểm thôi. Tuy nhiên thì VN30 thì giảm 3,6 điểm và đóng cửa 1179. Chỉ số Hà Nội cũng đỏ luôn, chỉ số Upcom cũng đỏ luôn. Thanh khoản sàn HOSE hôm nay cao hơn, nhỉnh hơn phiên cuối tuần vừa rồi một chút. 11.500 tỷ ha. Thanh khoản ba sàn là gần 16.000 tỷ. Số lượng mã tăng hôm nay chỉ có 187 và số lượng mã giảm lên đến 283 mã. Đó. Đang nghiêng hẳn về cái phe giảm. VN30 cũng vậy, chỉ có 11 mã tăng và đến 14 mã giảm luôn. Thì ở đây chúng ta gọi là săn vỏ đỏ lòng, đúng không? Những cái mã mà đóng góp theo chiều tăng cho index ngày hôm nay chính là những cái cổ phiếu trụ mà giai đoạn vừa qua không lên tiếng ha. Đặc biệt là cổ phiếu GAT. GAT là cổ phiếu mà mình có nói anh chị là bắt đáy để nắm giữ dài hạn, đúng không? Đấy, thì khi mà thị trường nó không tốt thì GAT đã lên tiếng. Tiếp theo là cổ phiếu GVR cũng là một cổ phiếu trụ. Ngoài ra một số cổ phiếu khác như là CTG, MBB, Sapeco thì riêng đối với nhóm ngân hàng thì nó vẫn luân phiên. Hôm thì cổ phiếu này giảm thì có cổ phiếu khác tăng. Hôm sau những cái cổ phiếu này tăng thì cổ phiếu khác lại giảm. Đó, luân phiên chứ nó không có giảm đồng thời. Nhóm ngân hàng mà giảm đồng thời thì mặt điểm số thị trường nó sẽ ảnh hưởng rất lớn chị ha. Rồi, các mã mà đóng góp theo chiều giảm cho VNI, các cổ phiếu trụ như là Vietcom, Hòa Phát, BID, ACB, VRE, Vinhome, VIT, Techcombank, Eximbank, hàng loạt cổ phiếu trụ của ngân hàng rồi thép rồi các cổ phiếu của nhà Vượng luôn. Về chuyển động ngành thì chúng ta thấy hôm nay những cái nhóm ngành có vốn hóa lớn trên thị trường đó là ngân hàng, kim loại, bất động sản là ba cái nhóm ngành mà làm cho index mất điểm nhiều nhất. Tiếp theo là nhóm chứng khoán, nhóm du lịch, thực phẩm, xây dựng. Đó. Còn những cái nhóm ngành tăng điểm thì chúng ta thấy là nhóm hóa chất, rồi nhóm dầu khí, nhóm bia, vận tải, bán lẻ, ô tô, bảo hiểm, vân vân.
Thì ở đây anh chị thấy một điều á, là về mặt điểm số thì chúng ta vẫn giữ vững, và đặc biệt là tạo lập họ họ đánh rất hay anh chị. Họ đánh rất hay ở chỗ là cổ phiếu ngân hàng là cái nhóm cổ phiếu mà giai đoạn những cái ngày đầu năm của năm 2024, 2 tuần đầu năm thì ngân hàng tăng mạnh, kéo điểm số đi lên. Bây giờ thì ngân hàng thì phiên tăng phiên giảm. Đó, các cổ phiếu luân phiên nhau phiên tăng phiên giảm. Ngoài ra thì những cái cổ phiếu trụ mà giai đoạn vừa rồi chưa tăng thì những phiên này nó sẽ tăng. Đấy, thậm chí như cái cổ phiếu như là Sabeco chị thấy đúng không? Những phiên trước nó giảm thì hôm nay nó tăng lại để nó đỡ cho thị trường. Đó, ngoài ra thì Gap rồi GVR đó. Còn những cái cổ phiếu đã tăng trước rồi thì nó bắt đầu giảm hoặc là phiên tăng phiên giảm. Ok ha. Với cách đánh như vậy thì rõ ràng là thị trường nó không muốn giảm sâu về mặt chỉ số. Thì nếu vậy thì giai đoạn này chúng ta thấy ngày hôm nay, hôm thứ sáu thì chúng ta hân hoan ở chỗ là tiền vào nhóm mid cap kéo nhóm mid cap tăng. Nhưng mà ngược lại hôm nay thì lại buồn ở chỗ là nhóm mid cap lại là cái nhóm giảm. Đó. Thì lại ngược lại với cái phiên thứ sáu vừa rồi. Đó. Thì rõ ràng ở một điều đó, thì đa số là cái nhóm mid cap, nếu mà anh chị quan sát tí nữa mình sẽ phân tích kỹ hơn, nhưng mà chúng ta thấy là nhóm mid cap chủ yếu là nó tăng xong rồi nó lại giảm, và nó vẫn đang ở trong một cái nền tích lũy là chính, đa phần là vậy đó. Thì khi mà nền tích lũy thì chắc chắn cái nỗi lo lắng mà lúc nãy Tùng có nói với anh chị đó, nỗi lo lắng của chúng ta là có gãy nền hay không thôi, có gãy nền rũ hay không thôi ha. Đó, đó là cái điều chúng ta lo lắng. Còn bây giờ thì đa phần anh chị mua thì có thể là chưa lỗ, hoặc là nếu lỗ thì cũng không lớn, có một chút xíu thôi, đúng không? Nhưng mà cái nỗi lo lắng chính của chúng ta là sắp tới nó có gãy hay không. Ok ha. Tuy nhiên thì với cái việc mà giữ chỉ số mà giảm cái nhóm mid cap, thì đến khi mà nhóm mid cap nó đồng loạt tăng lại giống như phiên thứ sáu vừa rồi á, thì lúc đó thị trường nó lại tích cực anh chị. Đó. Và lúc đó thì có thể nhóm mid cap nó sẽ giúp cho thị trường nó không bị giảm sâu. À, nếu mà các trụ, các cổ phiếu ngân hàng mà điều chỉnh thì có thể là nó sẽ giúp cho thị trường không bị giảm sâu về mặt chỉ số chung. Ok, thì các cổ phiếu mà có khối lượng giao dịch nhiều nhất ngày hôm nay á, chúng ta thấy ở sắc xanh thì vẫn có một số cổ phiếu như là MBB ha, tăng 0,7%. Đó. Rồi ở cổ phiếu TCH, một cổ phiếu bất động sản thì thậm chí tăng 3,5%. CI của đầu tư công thì tăng 0,5%, một cổ phiếu điện là GEX tăng 0,5%. Còn các cổ phiếu giảm thì chúng ta thấy Hoa Sen phiên thứ sáu vừa rồi tăng rất tốt, hôm nay cái tin mà lãnh đạo bán ra đã làm cho Hoa Sen giảm đến 3%. Hòa Phát thì giảm 1,2%. Rồi, đến nhóm ngân hàng thì SHB giảm 0,4%. Eximbank thậm chí giảm 1,5%. Nhóm chứng khoán thì có VAX giảm 0,6% và SSI giảm 0,4%. Khối ngoại hôm nay thì họ đã quay lại bán ròng ha. Tuần trước thì mua ròng, tuần này bán ròng. Bán nhiều nhất là cổ phiếu PC1, tiếp theo là Liên Việt, rồi VRE, Vinamilk, HCM. Ở chiều mua là Sacombank. Sacombank là tuần trước là cổ phiếu bị bán, tuần này lại mua lại. Rồi Hoa Sen, Exim, VPBank và KBC. Đối với thị trường thế giới thì lúc này chúng ta thấy là phân hóa, có thị trường xanh, thị trường đỏ. Ở châu Á thì đang nghiêng về sắc xanh hơn. Ở châu Âu thì đang nghiêng về sắc đỏ hơn. Đối với Dow Jones thì phiên cuối tuần vừa rồi cũng tăng 60 điểm, tăng nhẹ nhàng. Còn hiện giờ thì Dow Jones đang giảm 18 điểm, Dow Jones tương lai ha. Về giá dầu thì tăng tiếp tục tăng hướng về cái vùng 78 đô. Rồi thì chúng ta quay trở lại với chỉ số thị trường. Đấy, anh chị thấy trên màn hình là Sabeco. Mọi phiên trước thì nó tăng hôm nay, mọi phiên trước thì giảm hôm nay thì nó tăng để đỡ cho thị trường. Tạo lập người ta đánh rất là khéo léo ha. Rồi VN Index này, đây là chỉ số VN Index thì anh chị thấy ngày hôm nay cái áp lực bán của VN Index là một phần nó lên, nó gặp cái cản, nó lại gặp cái cản cân này một lần rồi. Tuần trước nó lên nó gặp cái cản này một lần rồi.
nó không vượt được, nó đã lui xuống rồi, lui xuống gặp hỗ trợ nó lại tăng lên. Tuần này lại tiếp tục lên đây gặp cái cản này, không vượt được nữa lại lui xuống. Thì có một điều mà anh chị nhớ đúng không? Phiên thứ sáu mình nói á, nếu mà sáng thứ hai mà thị trường chúng ta đi lên được và vượt qua cái mốc 1180 á, trong buổi sáng thì phiên chiều sẽ tích cực. Còn nếu mà sáng thứ hai mà thị trường đi lên và không vượt được 1180 thì sau đó thị trường nó sẽ lui về tích lũy trở lại, có thể là 3 phiên đầu tuần. Sau đó chúng ta mới kỳ vọng được là 2 phiên cuối tuần cho đến 3 phiên của tuần sau trước Tết thị trường tăng. Đúng không? Mình nói nguyên văn như vậy anh chị nhá. Đấy, anh chị có thể coi lại những cái video cuối tuần cũng như là livestream cuối tuần ở trong đây. Mình có nói rất là kỹ. À, đây là anh chị. À, cái video này nè. À, thu hoạch mùa vụ Tết này. Cái livestream, cái này là livestream không phải video. Thu hoạch mùa vụ Tết ha. Thì trong đây thì Tùng nói rất kỹ cái điều đó, đó là nếu mà sáng ngày thứ hai thị trường không vượt được 1180 á thì anh chị đừng có mong là nó tăng được, mà nó sẽ quay về điều chỉnh. Nó quay về điều chỉnh và tích lũy lại. Tích lũy lại, sau đó thì nó sẽ chờ đến thời điểm cuối tuần này, 2 phiên cuối tuần này, cơ hội tăng nó mới có. Dĩ nhiên là cái việc quay lại điều chỉnh này thì quan trọng nhất lúc này á, nó phải giữ được cái vùng hỗ trợ anh chị. Còn nếu mà điều chỉnh mà anh chị thấy là nó rơi sâu á, thì nó cũng nguy hiểm. Thì cái hỗ trợ của chúng ta lúc này là quanh 1167, 1167. Cho nên cái khả năng rất cao anh chị nhé, ngày mai thị trường nó sẽ rơi về cái vùng hỗ trợ này, khả năng cao luôn á. Ngày mai hoặc là nếu ngày mai mà tích cực thì cũng đâu đó là đến phiên thứ tư, khả năng nó sẽ test lại cái vùng này một lần nữa, 1167. Thì cái điều quan trọng mà muốn thị trường nó ổn định về mặt tâm lý anh chị nhé, để nó có cơ hội đi lên vào cuối tuần đó, là phiên ngày mai và phiên ngày thứ tư thị trường nó không được thủng cái mốc 1167 này. Hoặc nha, nếu có thủng cái mốc này thì rơi về cái hỗ trợ tiếp theo là 1158, 1160. Sau khi rơi về đây thì rút chân tăng trở lại thì ok. Còn nếu rơi về gãy 1167 mà không rút chân á, có thể gãy trong phiên nhưng mà cuối phiên rút chân thì ok. Nhưng nếu gãy mà không rút chân được á, đóng cửa dưới 1167 là nó hơi yếu á, lúc đó chúng ta phải đánh giá lại, phải đánh giá lại. Tức là hiện tại á, về mặt cổ phiếu cũng như là về mặt thị trường chung nó chưa có vấn đề gì quá xấu chị ha. Nó chỉ bắt đầu khơi gợi lên cho chúng ta cái sự lo lắng thôi. Nhưng nếu ngày mai hoặc là ngày thứ tư mà nó mất cái mốc 1167 á thì chúng ta sẽ phải đánh giá lại ha. Còn nếu mà nó mất trong phiên sau đó nó rút chân thì ok, hoặc nếu nó giữ được cái mốc đó luôn thì ok. Đấy, thì dĩ nhiên là mình sẽ đánh giá lại trong phiên thì nó mới chính xác hơn. Ngoài ra thì cái mốc hỗ trợ quanh 1160 thì nó cũng sẽ ổn chị, nó cũng sẽ ổn. Tuy nhiên á, cái mốc hỗ trợ 1160 thì nó cũng chỉ ổn đến đâu đó khoảng tầm đến đến phiên ngày thứ tư thôi, bắt đầu đến những phiên cuối tuần, đến những phiên cuối tuần thì nó sẽ yếu đi cái mốc hỗ trợ 1160 nha. À, cho nên vì sao mà mình nói là phiên ngày mai là thứ ba hoặc là phiên thứ tư nó cần phải quay lên trở lại trên cái mốc 1167 thì 2 phiên cuối tuần cho đến tuần sau thị trường nó mới có những cái cú tăng trở lại trước Tết Nguyên Đán, trước Tết Nguyên Đán chị ha. Còn nếu mà phiên thứ tư mà nó không có giữ được cái mốc 1167 thì nó sẽ hơi rủi ro đấy. Ok ha. Họ đôi khi tạo lập họ đổi bài sao không chị? Mọi năm thì cứ gần đến Tết là thị trường tăng, biết đâu hôm nay năm nay thị trường nó giảm, tạo lập đổi bài. Dĩ nhiên là cái xác suất đó thì đến thời điểm này thì mình vẫn đánh giá không cao, tại vì mình vẫn thấy cơ hội tăng của nhóm cổ phiếu mid cap trong giai đoạn cuối tuần này. Đó, thì bây giờ mình đánh giá không cao.
Vì cơ bản là nhóm Midcap nó vẫn giữ được nền, nó vẫn giữ được hỗ trợ, cho nên mình chưa đánh giá cái xác suất xấu nó xảy ra. Tuy nhiên đến phiên ngày thứ tư mình sẽ đánh giá lại cho anh chị nha. Đó là mình nói trước nha. Đó. Chứ không phải là mình khẳng định là thị trường nó sẽ đi lên, nhưng mà lúc này cái xác suất thị trường đi lên vào giai đoạn cuối tuần này cho đến tuần 3 phiên của tuần sau là chúng ta nghỉ Tết thì cái xác suất đi lên nó cao, cao hơn so với cái nguy cơ giảm ha. Nhưng qua phiên ngày thứ tư này chúng ta đánh giá mới chính xác nhất. Còn cái sự kỳ vọng của mình đó là ngày mai thị trường phải giữ được cái mốc 1167. Hoặc tệ nhất là phiên thứ tư nó phải giữ được cái mốc 1167. Đó, có thể nhúng sâu hơn về 1160, 1158 cũng được, nhưng mà sau đó phải bật tăng trở lại để lấy lại cái mốc 1167. Ok chưa anh chị ha? Đấy. Thì anh chị thấy rõ ràng những cái mà mình vẽ nó đâu có phải là vẽ chơi đâu anh chị ha. Vẽ nó tương đối chính xác luôn. Tại sao giai đoạn vừa rồi mình liên tục nói với anh chị là chị được mua 50% là tại vì những cái lý do này anh chị. Chúng ta không có đủ một cái căn cứ để tự tin vào full hàng. Nếu mà full hàng được thì mình đã nói là phải full hàng rồi. Nhưng mà không có cái đủ sự tự tin. Cho nên tốt nhất là 50% hàng, 50% tiền. Đúng không? Tại vì cái sự kỳ vọng của chúng ta vẫn có. Tại sao chúng ta kỳ vọng? Tại vì nhóm Midcap nó tích lũy quá lâu rồi. Khi tích lũy lâu mà không có rơi thì lúc đó kỳ vọng nó lên. Nhưng vẫn đề phòng, cho nên mình mới nói với anh chị là 50% hàng, 50% tiền. Tuy nhiên anh chị để ý nè, nếu mà phiên thứ tư này thị trường mà ổn á, thì mình sẽ báo anh chị vào full hàng. Cái điều này không phải hôm nay Tùng mới nói, mà cuối tuần vừa rồi thứ sáu, thứ bảy, live stream thứ bảy, chủ nhật talk show mình cũng vẫn nói cái điều đó. Đó, đó là cái điều mà nói trước và bây giờ nhắc lại thôi. Ha, anh chị ha, thì cái việc full hàng này á, 50% còn lại anh chị hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nếu đến phiên thứ tư thị trường ổn thì có thể phiên thứ tư hoặc là thứ năm mình sẽ nói anh chị full hàng. Còn dĩ nhiên là nếu thị trường không ổn thì chúng ta sẽ chờ mua ở bên dưới anh chị nha. Cái điều này thì chắc chắn là không ai mong muốn nó giảm để mua bên dưới. Nhưng nếu nó bắt chúng ta phải làm như vậy thì chúng ta sẽ làm như vậy ha. Tại vì anh chị nhớ cho mình, thị trường luôn luôn đúng, chúng ta đừng có cãi thị trường làm gì. Nếu nó giảm và nó bắt chúng ta phải mua ở dưới thì chúng ta phải mua ở dưới. Còn nếu nó cứng cựa, nó giữ được nền, nó không bắt chúng ta mua ở dưới thì chúng ta sẽ mua ở quanh nền hoặc chúng ta sẽ mua khi rút out. Mua ở quanh nền là thời điểm đâu đó vào thứ tư, thứ năm tuần này. Ok chưa? Thì đó là vấn đề thị trường chung nha. Còn cổ phiếu thì dù thị trường chung ngày hôm nay nhưng mà anh chị thấy rõ ràng là xanh vỏ đỏ lòng. Mà xanh vỏ đỏ lòng thì chúng ta sẽ không dựa vào thị trường chung để mua bán cổ phiếu, mà chúng ta sẽ dựa vào từng cổ phiếu của chúng ta. Ok ha? Đấy, chúng ta sẽ phải dựa vào từng cổ phiếu của chúng ta. Cho nên sao? Tiếp tục tập trung vào cổ phiếu. Đấy, cổ phiếu nào anh chị đã mua rồi mà đúng cái khuyến nghị của mình 50% thì cái phần còn lại anh chị chờ tiếp đến đâu đó tầm giữa tuần cuối tuần mua gia tăng mình sẽ báo. Ok không? Rồi. Tập trung vào cổ phiếu nha anh chị nha. Bỏ qua yếu tố thị trường chung tại vì xanh vỏ đỏ lòng ha. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích ra cho anh chị một chút về đồ thị tuần. Thì nói chung đồ thị tuần thì nó vẫn bám mây thôi. Cho nên nếu mà đối với đồ thị tuần mà nó giảm sâu thì đó là cơ hội mua thôi anh chị ha. Nó mà giảm sâu thì nó càng giảm thì chúng ta càng mua thôi. Rồi, bây giờ chắc là sẽ quay lại một số các cổ phiếu đơn lẻ cho anh chị nhé. Đầu tiên là nhóm ngân hàng đi. Nhóm ngân hàng thì đã tăng nóng rồi thì anh chị biết rồi. Ngân hàng bây giờ rất là khó để tăng tiếp. Đấy. Nó tăng xong rồi nó hồi xong rồi nó lại giảm. Mục đích là gì? Là nó phải tích lũy lại ở đây. Cho nên nó sẽ không thể tiếp tục tăng mạnh được. Đấy. Điển hình là Vietcombank nó sẽ cần phải tích lũy ở đây. Nó sẽ có hai trường hợp. Một trường hợp là tích lũy ở đây. Hai trường hợp thứ hai đó là rơi xuống dưới này. Dĩ nhiên là nó rơi thì nó sẽ không có rơi trong hai ba phiên liên tiếp, mà cứ một phiên rơi lại một phiên hồi. Đấy.
thì nó chỉ có một trong hai trường hợp này thôi, sẽ tích lũy tiếp hoặc là rơi anh chị ha. Cho nên những cái cổ phiếu này anh chị chưa nên vội mua. Rồi tiếp theo BID cũng tương tự luôn. À, nhịp vừa rồi tích lũy ngắn đi lên, nhịp này thì cũng sẽ cần tích lũy lại rồi đi lên. Tuy nhiên càng lên cao á, anh chị càng thấy là rất là khó để đi lên nữa, tại vì nó quá nhiều nền rồi. Con BID nè, nền số 1 này. Đó, nền số 2 này, mà toàn là nền ngắn không à. Nền ngắn không à, thì cơ hội để đi tiếp rất khó. Nền số 3 này. Nền số 4 này. Bây giờ đang tạo cái nền số 5. Những con này á, nếu mà tạo nền xong nó đi lên thì một lần đi lên của nó cũng chỉ đâu đó là 5% thôi. Nhưng mà càng lên những cái nền trên cao này thì nguy cơ rơi cái bùm càng cao. Cho nên những cổ phiếu này anh chị cũng không không nên mua. Kể cả nó tích lũy nền xong rồi mà nó có những cái phiên rút out chị không đua được. Những con này mà anh chị đua xong rồi đến lúc nó điều chỉnh là anh chị lỗ ngay. Nếu mà anh chị đua trong phiên rút out á. Trừ khi cái cách mua đối với những cổ phiếu này là trừ khi mà chúng ta mạo hiểm chúng ta mua một phần ở quanh nền. Đó, xong rồi chờ cái phiên rút out này lên thì anh chị bán. Sau đó thì nó sẽ test lại, tạo nền mới thì anh chị lại mua lại. Cái cách mua đối với những cổ phiếu này như vậy. Tuy nhiên thì cái cách mua như vậy á, nó sẽ đúng đối với những cái giai đoạn tạo nền trước đó. Nhưng mà những cái giai đoạn này nền trên cao mà anh chị mua vào á, đôi khi nó gãy thì anh chị phải chấp nhận cắt lỗ. Nói chung là điểm mua đối với những cái cổ phiếu này, điểm mua mà để hạn chế rủi ro nhất đó là mua khi nó đang tạo nền như thế này. Đấy. Nhưng những cái nền trên cao này thì rủi ro nó đã cao hơn nhiều so với những cái nền dưới thấp. Anh chị lưu ý cái điều đó nha. Đấy, lưu ý cái điều đó. Cho nên mình không có khuyến khích mua đâu. Tiếp theo là CTG cũng vậy luôn ha. Đấy, tạo cái nền trên cao này. Rủi ro rất cao, không nên mua và nguy cơ điều chỉnh là cao. Dĩ nhiên là những cái cổ phiếu này á, khi mà nó điều chỉnh thì nó sẽ không một mặt nó rơi mạnh mà nó sẽ rơi về những cái nền gần nhất. Đó chính là những cái hỗ trợ gần nhất anh chị ha. Đấy. CTG cũng vậy thôi, à, những cái hỗ trợ gần nhất. Nhưng mà điểm mua lúc này thì không được trừ khi mà nó quay về cái nền dưới. Đấy, những con khác vậy, ACB thì cứ liên tục lên tạo phân kỳ rủi ro rất cao và anh chị thấy không? Cứ một phiên tăng xong rồi phiên sau giảm ngay. Hoặc là hai ba phiên giảm, tăng được 3 phiên thì giảm lại 3 phiên. Những cái cổ phiếu dạng này bây giờ mua cực kỳ rủi ro luôn ha, không nên mua. VB cũng vậy, tương tự luôn, ngân hàng thì nó hơi yếu. Rồi, chỉ có một số cổ phiếu ngân hàng là bây giờ nó đang giai đoạn vừa rồi nó tăng từ đáy đi lên đó. Cho nên nó không có tăng xa mà nó gần hỗ trợ. Cho nên đối với những con này thì giai đoạn tới nó rơi về hỗ trợ thì anh chị mua được. Ví dụ đối với Sacombank thì hỗ trợ gần nhất là 29.7. Tuy nhiên thì nếu anh chị mua mới thì mình có một lời khuyên là quanh vùng 29.7 thì anh chị có thể mua trước một phần. Sau đó anh chị nên chừa tiền chờ nó, nếu mà nó rơi về quanh 29 thì anh chị mua gia tăng. Đó. À, tiếp theo là con Eximbank thì cũng vậy. Ngày hôm nay thì Eximbank nó gãy hỗ trợ anh chị. Eximbank thì nó yếu hơn luôn. Yếu hơn ha. Con này thì nó có một cái đặc điểm là nó không có đi giống cái nhóm ngân hàng. Con này từ xưa đến giờ là vậy. Nó cứ một mình nó đi, nó không có đi giống anh em nó. Cho nên đối với Eximbank thì hôm nay nó gãy dâu găm rồi. Cho nên nó cách xử lý như sau. Nếu nha. Ngày mai mà trường hợp tiêu cực á, nó mà rơi về quanh 18.5 anh chị mua cho mình ở đó. Anh chị mua ở đó xong sau đó nó hồi lên quanh cái vùng 19, 19.5 thì anh chị bán ra cái phần mới mua. Phần hàng cũ giữ tiếp, phần hàng mới bán. Ok chưa? Mua ở 18.5 nha. Hồi lên 19, 19.5 bán cái phần mới mua. Cái trường hợp thứ hai, nếu mà ngày mai nó tăng xanh lại á thì anh chị chú ý ha. Nếu ngày mai tăng xanh lại thì chúng ta chú ý. Nếu nó tăng xanh lại mà nó vượt qua được 19.4 chữ tiếp. Nếu nó không vượt được thì bán. Ok chưa? Cứ tạm thời bán. Mình biết là anh chị mới mua gần đây. Có những anh chị đang bắt đầu lấm tấm lỗ khoảng 1-2%. Tuy nhiên ngày mai mà hồi được chúng ta cứ bán. Hồi vốn hoặc là lỗ nhẹ. À, đâu đó dưới 1% là ok. Cứ tạm thời bán. Tại vì những cái cổ phiếu nó đang có dấu hiệu gãy như thế này. Thì thường mà để nó quay trở lại đà tăng ngay á, nó sẽ mất thời gian, nó chưa quay lại được ngay đâu ha. Còn trước mắt chúng ta xử lý. Ok, đó là nhóm ngân hàng nha. Nhóm chứng khoán
leader là HCM, anh chị thấy không? Thì nhiều người nói HCM nó đang tích lũy. Nhiều người nói HCM là đang tích lũy. Đối với cái việc tích lũy này á thì sorry anh chị. Nhiều người nói HCM là nó cốc tay cầm đi lên ha. Thì thường là sau khi nó tạo một cái quay cầm đây đi lên thì có thể là nó sẽ test lại. Thì cái nhịp tới mà HCM mà test lại mà không thủng cái mốc 25.5 á, thì sau đó nó sẽ còn tiếp tục đi lên anh chị. Đấy. Tức là nếu mà target HCM là cốc tay cầm thì nó thậm chí nó còn đi lên 32, 33. Đó. Về cơ sở đi lên là có thể có. Tuy nhiên hiện tại sau một cái phiên rất ao thì nó đang có xu hướng quay trở lại test lại. Thì nó sẽ là điểm mua nếu giai đoạn tới nó test lại 25.5, 25.6 và không có gãy cái mốc đó thì anh chị có thể mua được. Còn anh chị nào có hàng thì bây giờ vẫn cứ giữ tiếp. Nhưng nếu nó gãy dưới 25.5 thì anh chị bán. Nó không gãy anh chị giữ tiếp. Ai muốn mua thì sẽ mua ở quanh đó nha. Chú ý nha, HCM. Còn bao giờ vậy mua thì chắc chắn chúng ta phải tự đặt ra một cái điểm cắt lỗ rồi. SSI, đây anh chị thấy hôm nay SSI nó đỏ. Nhưng mà nó vẫn đang ở một cái nền thôi. Nó vẫn đang ở cái nền thôi. Và đặc biệt là SSI 3 phiên gần nhất thì thanh khoản đều thấp. Anh chị ha, nó đang test lại thôi. Thì vẫn đang ổn. SSI này chúng ta sẽ phải bán nhé. Để phải bán nếu nó gãy cái nền này, tức là nó gãy qua cái mốc 33.6. Nhưng theo mình cái trường hợp đó, nếu SSI gãy qua 33.6, anh chị nào mà đang giữ tỷ trọng có 50% thì anh chị có thể đưa ra một cái quyết định nhanh. Đó là anh chị hạ 50% tỷ trọng đang nắm giữ. Đó. Rồi chờ xuống dưới anh chị sẽ mua trở lại cái phần đó và thậm chí là lấy phần tiền còn lại để mua thêm. Mình ví dụ nhé, đang nắm 50% ở đây. Gãy 33.6 anh chị bán 25% đi, sau đó thì xuống dưới hỗ trợ vùng giá 32, 325 anh chị lại mua lại 25% đó cộng thêm với 50% còn lại để full hàng luôn. Ok. Cái trường hợp thứ hai, nếu mà anh chị gồng được, nếu anh chị gồng được thì kể cả gãy 33.6 anh chị cũng gồng, sau đó xuống dưới cái vùng này 32, 32.5 anh chị mua full hàng cho mình. Đấy, tùy anh chị thôi, anh chị tự suy nghĩ xem chúng ta có gồng được hay không. Gồng được thì chúng ta gồng và xuống dưới này chúng ta gia tăng ha. Đấy, cái vùng quanh 32 32.5 là cái vùng hỗ trợ mà anh chị có thể full hàng đối với SSI được. Rồi, những cái cổ phiếu khác thì sao? VCI cũng vậy, đang ở quanh cái nền thôi, chưa có dấu hiệu gì xấu hết. Thì VCI tương tự như SSI, nó là cái mốc 33.6 đúng không? Thì VCI nó là cái mốc 41.6. Nếu con này gãy 41.6 thì tương tự. Ai gồng được thì gồng, xuống dưới này mua tiếp. Ai không gồng được thì bán một nửa cái lượng hàng đang nắm giữ, sau đó thì xuống dưới mua trở lại. Ha, mua trở lại. Đấy. Còn nếu mà dĩ nhiên nó không gãy thì cứ ôm thôi. Tại vì những cái cổ phiếu tích lũy chặt như thế này mà nó không gãy thì không cần thiết phải bán. Ok chưa? Đấy. Ngoài ra thì nhóm chứng khoán có thể là nó đang quay lại tạo cái đáy số 3 anh chị nhé. Ví dụ như con SI nè, gần đây nè, cái đáy số 1 nè, đó, cái đáy số 2 nè, bây giờ nó đang test lại cái đáy đó để tạo ra cái đáy số 3. Và sau cái nhịp này thì mình đánh giá là nhóm chứng khoán nó sẽ chạy. Sớm nhất có thể là rơi vào phiên thứ 5 tuần này, thứ 4 hoặc thứ 5 tuần này, sớm nhất. Còn nếu trễ thì sẽ là qua Tết nó chạy. Theo mình đánh giá là như vậy. Đấy, tuy nhiên bây giờ từ giờ cho đến thứ năm nó còn 3 phiên. Phiên ngày hôm nay và ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư nữa. 3 phiên này nó sẽ là tra tấn anh chị. Đấy. Dĩ nhiên cái trường hợp xấu nhất là gì? Là nó gãy cái hỗ trợ mà mình vừa nói đối với từng cổ phiếu. Thì trường hợp xấu nhất thì mình vừa đưa ra cách giải quyết cho anh chị rồi. Còn trường hợp tốt nhất đó là không gãy ha. Không gãy chúng ta cứ ôm chị. Và giống như hồi nãy mình có nói, nó mà không gãy thì đâu đó đến tầm thứ tư hoặc thứ năm mình sẽ cho anh chị full nốt cái phần hàng còn lại. Hiện giờ là 50% đúng không? Nếu anh chị nào nghe lời mình
là chắc chắn hiện giờ chỉ có 50% thôi. Đấy, thì sắp tới mình sẽ cho full hàng, dự kiến đâu đó sớm thì thứ tư, còn không sẽ là phiên thứ năm full hàng nhóm chứng khoán. Nhưng với điều kiện là nó không gãy trong 2 ngày sắp tới nha anh chị nhé. Mình cũng đang lo lắng là không biết nó gãy hay không, nhưng mà chúng ta sẽ phải theo dõi thôi, chứ lúc này thì thị trường nó sẽ không rõ xu hướng đâu, mà chúng ta phải theo dõi các vận động của thị trường của cổ phiếu đó. VND thì cũng vậy thôi, đây đang ở nền tương tự ha. Đấy thì nó cũng quay trở về những cái nền 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 dưới thôi. SHS cũng thế, đâu đó là quanh cái hỗ trợ 18 thôi anh chị. Gãy dưới 18 thì mới phải bán, còn không gãy thì lại ôm tiếp thôi. MBS, con MBS này thì anh chị thận trọng này, tại vì về mặt kỹ thuật á thì con này nó sẽ đôi khi nó sẽ không chính xác về mặt kỹ thuật, tại vì nó vẽ nến nhiều quá anh chị, nó vẽ nến nhiều quá. Tuy nhiên con này thì bắt đầu từ thứ tư nó sẽ có khách sạn hút giá về dưới, cho nên anh chị nào mà có hàng thì anh chị cũng có thể là xem xét ngày mai mà nó không vượt được cái mốc 25 á. Anh chị nào đang có hàng chú ý nhé, ngày mai không vượt được 25 thì anh chị có thể hạ bớt một nửa cái lượng hàng đang nắm giữ, sau đó chờ phiên thứ tư thứ năm gì đó nó mà chỉnh về quanh cái vùng 23 23.5 gì đó anh chị lại mua lại cho đủ hàng đấy, đúng không? Không vượt được 25 thì bán bớt nửa, chỉnh xuống dưới cái vùng 23 23x 235 gì đó thì lại mua full hàng lại. Rồi còn những con chứng khoán khác thì cũng cắt tương tự thôi, BSI thì không có điểm mua, mình không có khuyến nghị ha. CTS thì cũng đang ở quay lại nền thôi, cũng vậy, y như nhau. SBS một con penny là cũng có một cái nền giá rất dài nè anh chị. Rồi, nhóm tiếp theo là cái nhóm mà hôm nay nó giảm tương đối nhiều, Hòa Phát nè. Đối với room mình á, room mình cũng có cho mua Hòa Phát rồi, và mình có nói rất kỹ. Hòa Phát cái thời điểm mà full á, đó là phải vượt qua 29 anh chị. Phải vượt qua 29. Đâu để đợi đợi tí nhá. Đợi tí em mở cho anh chị. Đây, có sao thì tư vấn sao thì lên đây lên livestream sẽ nói với anh chị như vậy. Đấy, đối với nhóm thép này thì cái đợt trước thì mình có nói là mua 50%. Đó, thép đang tạo nền khá đẹp, mà tuy nhiên Hòa Phát có cản 29, Hoa Sen cản 24 nè anh chị. Ai muốn bán ngắn hạn thì bán con đây. Anh chị em giữ dài hạn thì sẽ canh gia tăng, nếu nha. Hòa Phát phải vượt 29 thì mới full hàng để giữ dài hạn đó. Hoa Sen phải vượt 24 và có thể sẽ mất thời gian đó, cho nên mình nói là ai ngắn hạn thì lên cản thì bán. Tư vấn rất kỹ như vậy ha. Đấy, có con DDV của mình này. Đấy, bữa giờ mua đang có lại nè anh chị. Đấy, thì anh con thép thì tư vấn rất kỹ. Thì rõ ràng là mình chưa cho full hàng đối với thép, đối với anh chị giữ dài đúng không? Đánh T cộng thì dĩ nhiên là chúng ta không full hàng rồi. Thì quay trở lại với đồ thị. Đó, đối với Hòa Phát thì chừng nào vượt được 29 thì mình mới cho full hàng. Còn bây giờ đang 50%. Thì đối với anh chị đã mua 50% ở đây thì ngày hôm nay Hòa Phát nó quay lại giá 28 thì ổn. Quanh giao vốn, không có việc gì phải lo đúng không? Và nó đang có hỗ trợ 27.8. Thì trong trường hợp mà nếu giá đóng cửa mà dưới 27.8 thì chúng ta bán, thì coi như là có 50% hàng mà nó vi phạm thì bán thì thiệt hại không lớn. Tuy nhiên thì chúng ta theo dõi thêm ngày mai.
chưa chắc là nó đã gãy ha, cho nên ngày mai chúng ta sẽ đánh giá lại. Thường là nếu bán thì phải là giai đoạn cuối phiên và nó xác nhận gãy anh chị thì thôi chúng ta mới bán ha. Tạm thời thì nó đang quay về những cái đỉnh cũ thôi, nó test lại những cái đỉnh cũ đang vẫn là rất là bình thường, chưa có dấu hiệu gì xấu à. Hoa sen thì cũng vậy nè. Đấy, đỉnh một đỉnh hai đỉnh ba cái đỉnh gần nhất thì bây giờ nó cũng đang sau khi đi lên thì nó đang test lại và nó vẫn đang là một cái mẫu hình cốc tay cầm ở đây ha, cốc tay cầm, và hôm nay nó đang test lại đúng cái cạnh tam giác này, sau khi vượt lên thì nó đang test lại. Thì nếu những phiên tới mà nó test thành công và nó tiếp tục đi lên thì lúc đó nó sẽ chính thức đi lên đấy. Tuy nhiên thì hoa sen thì anh chị thấy nó đang gặp cái cản là khung đồ thị tuần này. Nó gặp cái cản 24 này, cho nên mình mới nói là khi nào vượt 24 thì mới phun hàng, chưa vượt là chưa phun đấy. Còn về ngắn hạn thì kỳ vọng là nó lên 24 để anh chị chốt, nhưng mà phiên thứ sáu vừa rồi nó lên có đúng 23.23.7 à, nó lên có 23.7 chưa kịp chốt thì bây giờ nó quay lại. Sẽ có những anh chị bán được nhưng mà có nhiều anh chị bây giờ vẫn đang giữ để kỳ vọng nhiều hơn. Thì với cái việc mà nó quay lại như thế này thì cũng chưa có vấn đề gì anh chị. Nếu mà nó đóng cửa dưới cái mốc 22.5 á thì lúc đó chúng ta mới bán, còn nó chưa đóng cửa thì chúng ta cứ giữ thôi, chưa đóng cửa gãy hỗ trợ thì chúng ta cứ giữ thôi ha. Tiếp tục theo dõi. Đấy. Ok, thì nhóm thép thì như vậy ha. Và thậm chí nó test lại như thế này mà ổn lại là cái điểm mua gia tăng cho anh chị á. Cho nên lúc này thì mình thấy là nhóm thép về bản chất của nó thì đang test lại thôi, chứ chưa có gì xấu ha. Để coi phiên ngày mai nó diễn biến thế nào đó anh chị. À, quan trọng nhất là những giai đoạn như thế này thì chúng ta biết là nó đang khó khăn, mà chúng ta tham gia thì chúng ta phải chấp nhận rủi ro thôi. Đúng thì sao? Đúng, nếu mà đúng thì sao? Hoa sen nó lên được 28, 29 thì nó đem lại lợi nhuận lớn cho chúng ta thêm 20% nữa. Nhưng nếu sai thì sao? Sai thì anh chị cắt lỗ khoảng 2-3% thôi, đúng không? Ví dụ như hoa sen bây giờ anh chị đang mua ở quanh cái giá 23 đi, mà nếu gãy dưới 22.5 anh chị cắt lỗ thì nó đâu có bao nhiêu tiền đâu. Nhưng mà nếu đúng thì chúng ta kiếm được 20%. Thì vậy thì việc gì mà chúng ta không dám. Cho nên anh chị đã mua rồi thì anh chị biết là anh chị lo lắng, nhưng mà chúng ta cứ từ từ chờ xem cổ phiếu như thế nào ha. Trường hợp xấu nhất thì chúng ta chấp nhận cắt lỗ, nhưng mà chắc chắn một điều là nó sẽ không lỗ lớn. Nhưng nếu đúng thì chúng ta ăn được gấp 3, gấp 5 lần cái mức thua lỗ đó. Ok, Nam Kim thì cũng vậy thôi anh chị ha, cũng đang test lại thôi. Và anh chị nào đang có hàng Nam Kim thì chú ý, chừng nào gãy 24.3 thì bán, không gãy thì giữ. Rồi, cái nhóm khu công nghiệp thì hôm nay tốt nè. À, PSR là một cổ phiếu ngày hôm nay tăng ha. Nói chung là khu công nghiệp thì tốt rồi. Còn muốn mua thì phải chờ chỉnh mới mua được. KBC thì kể từ thời điểm tuần trước nó gãy thì bây giờ vẫn đang yếu. Thì mình đã nói với anh chị là thường cổ phiếu tự nhiên có tin xấu và lực bán ra đột ngột đó thì nó sẽ chưa tăng ngay lại được. Tuy nhiên thì KBC nó đang tích lũy trở lại, đây được 5 phiên nó đang tích cực. Thì giai đoạn tới anh chị để ý thôi, chừng nào mà KBC nó vượt trở lại trên 31 thì mua được. Nhưng mà phải đợi nó vượt lại trên 31 ha. Một cổ phiếu trụ của nhóm này là GVR hôm nay tăng mạnh rồi, nhưng mà không phải là điểm cho anh chị mua. Tại vì nó tiệm cận quan đỉnh rồi. Khả năng là nó sẽ test lại, thì muốn mua là phải chờ nó test lại 215, 217 gì đó. SJC thì anh chị cẩn thận nhé. Những giai đoạn này những cái cổ phiếu mà tích lũy nền ngắn nó rất ao một phiên, sau đó tăng thêm một phiên nữa, đó là thường là thời điểm nhà đầu tư ta chốt ngắn hạn đấy. Cho nên nếu anh chị mua ở đây thì nó tương đối nguy hiểm. Nhưng mà con này nếu mà một vài phiên tới mà nó test về quanh cái vùng 37 thì anh chị lại mua được. Nhưng mà nói chung là phải chờ test. Đấy, test về những cái đỉnh cũ, test về nền thì mới mua. Còn mua trên cao thì đừng có đua. ITA là một cổ phiếu penny. Thì nếu mà tham gia con ITA này thì cũng được anh chị, nhưng mà mình thấy dòng tiền giai đoạn này vào ITA yếu. Với lại mua giai đoạn này thì là chúng ta không biết chính xác khi nào nó chạy. Cho nên mua là dạng như là đánh cược á. Nếu mà mua bây giờ là anh chị phải đánh cược. À, mua quanh giá hiện tại, nếu sai á, gãy dưới hỗ trợ giá 6 thì anh chị cắt lỗ. Còn nếu đúng thì nó lên được quanh giá khoảng tầm giá 7 thì anh chị chốt lời. Đó, một trong hai trường hợp vậy thôi. Và những cái cổ phiếu tích lũy thì anh chị thấy rồi, giai đoạn này chứng khoán nó tích lũy lâu, nó còn chưa biết khi nào chạy được.
Cho nên những cổ phiếu như ETA nếu chị muốn mua thì chị cũng phải chấp nhận nắm giữ như vậy. Ok, đó là nhóm khu nghiệp ha. Rồi đến nhóm gì nữa ta? À, chứng khoán, thép, ngân hàng, đầu tư công đúng không? Đầu tư công thì cũng đang giai đoạn tích lũy nền thôi, chưa có gì hết. Nói tóm lại thì đầu tư công như là LCG khi nào vượt qua được 12.3 thì mới mua được. Chưa vượt là chưa mua. FCN cũng vậy anh chị, khi nào vượt được 14.4 mới mua nhé. Đạt Phương thì cũng dạng yếu. Đạt Phương khi nào mà vượt được trên cái mốc 40 thì mới mua, còn không vượt thì chưa không mua. Nhưng mà anh chị lưu ý là những cái cổ phiếu đầu tư công giai đoạn sắp tới mà vượt được cản có khi nó chạy. Giai đoạn sắp tới là nhóm chứng khoán này, nhóm đầu tư công nó có một cái giai đoạn tích lũy giống nhau, và nếu mà ở đâu đó rơi vào tầm thứ năm là giao kiếm nó hội tụ anh chị, có thể lúc đó nó chạy được. Thì tại sao mình mới nói với anh chị là nếu mà để full hàng thì đâu đó khoảng phiên thứ tư hoặc thứ năm gì đó. Đó, nhóm đầu tư công anh chị cũng chú ý ha. VCG của đầu tư công thì nếu ngày mai mà VCG nó chỉnh về quanh 24.5 anh chị cứ nhảy vào mua cho mình. HHV thì không có điểm mua rồi, con này thì mình nói rồi, tạm thời là đừng có tham gia. Nhóm bán lẻ DG World này. Easy World nó cũng đang tích lũy thôi, những cái lúc này thì không phải là cái lúc mua được ha. Theo dõi thêm ha. PET thì yếu giống như KBC á, tự nhiên có một cái tin xấu đang ok, tự nhiên tin xấu bất thình lình gãy, nhưng mà nó cũng đang tích lũy lại được 4 phiên, thì nói chung là con này tạm thời chưa nên mua. Ai có hàng thì canh, nó cứ hồi về gần cái vùng giá 26 nên bán tạm thời như vậy, khi nào nó vượt được 26.3 thì mua lại. Thì đảm bảo với anh chị là khi mà nó quay trở lại vượt được 26.3 nó sẽ chạy được ít nhất 10%, cho nên khi nào vượt thì anh chị mua lại. Còn bây giờ đang có hàng nó quay về được 26 là ngon rồi, cứ tạm thời bán ra đi. FRT thì hôm nay tăng đúng không? FRT thì tuần trước, 2 tuần trước nó về đúng hỗ trợ, giờ bật tăng quá đẹp nhưng mà không còn điểm mua nữa. Thế giới di động, thế giới di động đoạn này thì mình thấy không đẹp nha anh chị nhé. Nó đang đi đến gần cái đường trendline này thì nguy cơ gãy trendline rất cao đó. Kết hợp với cái đồ thị tuần, anh chị nhìn thấy đồ thị tuần đó, nó đang gặp cái giao găm ở 46.4, cũng giống như đồ thị ngày nó gặp giao găm này nè. Tức là nó đang dồn vào cái góc này thì nguy cơ giảm rất cao nha anh chị nhé. Nguy cơ giảm rất cao, trừ khi nào mà nó vượt được trên cái 46.5 này nè, thì mình sẽ nói anh chị mua lại sau. Còn bây giờ nguy cơ rất cao, chị đừng có mua thế giới di động đó. Masan thì được nè, Masan nếu mà nó đạp về đâu đó cái vùng giá quanh 64 gì đó, 64, 64.5 gì đó thì anh chị mua được. Nhưng mà Masan nó sẽ chậm, nó sẽ chậm nha. Nhóm dầu khí thì đang tích lũy thôi, không có điểm mua. PVD không có điểm mua, PVS không có điểm mua. Trừ khi mà nó đạp về quanh hỗ trợ 36 chứ còn bây giờ không có điểm mua. PVC thì cũng vậy. PVB thì cũng thế ha. Nhóm dầu khí thì vừa rồi mình chỉ cho anh chị mua con gác thôi đúng không? Thì anh chị thấy nè, cái mẫu hình tam giác mà mình vẽ nè. Đấy. Thì nó đạp hơi lún xuống dưới một chút xíu. Đây. Vẽ tam giác đây nó đạp hơi lún một cái nhưng mà ngày hôm nay nó bật tăng trở lại rất là đẹp. Gần 2% đúng không? Nó đi theo cái mẫu hình tam giác này. Thì sắp tới dự kiến ra nó sẽ tăng. Nó sẽ tăng chị, tăng từ từ, tăng dần dần đấy. Hoặc là một cổ phiếu gần đây mình nói với anh chị, một cổ phiếu của khu công nghiệp BCM vậy. BCM quanh cái vùng giá khoảng từ 6, quanh 61, 61.5 là anh chị đều mua được. Con này nó cũng sẽ giống con ga. Nhưng mà con này thì thanh khoản của nó không cao anh chị nhé. Thì anh chị chú ý đấy. Nhưng mà BCM này thì nó cũng giống giống cái tích lũy của con ga, mua để nắm giữ được. Vùng này có khả năng là vùng đáy rồi. Ok, thì đó là điểm qua một số cổ phiếu của thị trường. À, hôm nay thì có nhóm phân đạm nó chạy đúng không? Giai đoạn vừa trước thì chúng ta thấy là mấy con hóa chất chạy rồi, là AS, DDV mình cũng cho anh chị mua đúng không? Quanh giá 10 bây giờ cũng lên gần 11 rồi. Hôm nay thậm chí còn chạm 11 rồi. Hoặc là CSV, đấy, chạy hết rồi. Chỉ có DGC là chưa chạy mấy thôi, DGC đang cố gắng tạo đáy. Riêng đối với con DGC này mà
vừa rồi nó đang tạo đáy ở quanh 88, thì những phiên tới mà nó test về được khoảng gần 88 thì anh chị có thể mua được. À, có thể mua được luôn ha. Nó sẽ có cách đánh giống như con FRT này nè anh chị. Đấy. Nó sẽ chỉnh về sau đó đi lên nó test lại. Thì anh chị căn cái cú test lại để mua. DGC cũng vậy. Đi lên sau đó nó sẽ test lại thì căn test lại để mua. 88, 89 gì đó. Còn hôm nay chúng ta thấy là nhóm phân đúng không? Hóa chất tăng trước, hôm nay phân tăng. Tuy nhiên phân thì chúng ta có thể chờ xem ngày mai test lại 31.8 đạm Cà Mau. Nó test lại mà không gãy thì lúc đó có thể mua được. Còn nếu nó test lại mà gãy thì thôi, tạm thời khoan ha. Đạm Phú Mỹ thì cũng tương tự. Ngày mai mà test lại quanh 33 mà ổn thì mua được. Đấy thì nhóm phân thì chỉ có hai con này thôi, nhưng mà đạm Cà Mau thì có vẻ là nó sẽ mạnh hơn chị. Đạm Cà Mau có vẻ mạnh hơn. Test lại quanh 31.8 là anh chị có thể xem xét vào trước một phần đấy. Còn nếu mà nó test thành công thì chúng ta gia tăng. Đó, còn chướng mắt. À, giống như ngày hôm nay nếu mà anh chị nào mà thuộc trường phái là mạnh bạo quyết liệt đó, thì khi nó vượt 31.8 trong ngày hôm nay anh chị mua trước 50% được. Đấy. Ok, tóm lại thị trường chung thì mình đánh giá như vậy anh chị ha. Lúc này nhìn vào thị trường thì nó không có một cái xu hướng rõ ràng và nó cần tích lũy thêm. Lúc này chúng ta thấy quanh vùng giá hiện tại là chúng ta có 3, 6, 7 phiên rồi. 7 phiên quanh vùng giá hiện tại rồi. Thanh khoản thì thấp, thấp dần. Đấy. Tuy nhiên không có một cái sự tích lũy chặt chẽ. Cho nên khả năng là nó cần 2 phiên nữa. Đó. Thì 2 phiên nữa nó rơi vào thứ ba và thứ tư. Sau 2 phiên đó mà ổn thì có thể là cuối tuần nó sẽ tăng để vượt qua được cái cản này. Đấy. Nhưng nếu mà không ổn thì có thể là nó sẽ rơi xuống cái cản bên dưới này. Thì nói chung là còn nước còn tát thôi anh chị. Nó rơi xuống đây thì dưới đây nó là một cái bệ đỡ, một cái vùng hỗ trợ đấy. Cho nên rơi xuống đây chúng ta cũng mua được luôn. Thì ok, tóm lại là đến thứ tư, thứ ba, thứ tư gì đó mình sẽ cập nhật lại cho anh chị sau. Bây giờ thì chúng ta nên không nên lo lắng quá. Thực ra thì các cổ phiếu giảm nhưng mà nó cũng chưa có gì xấu ha. Nó chưa có gì xấu và chúng ta đều có cách xử lý được. Ok, thì anh chị nhớ chuyển tài khoản về Tùng sẽ hỗ trợ cho anh chị cái cách xử lý, cách đi vốn, cách đi tỷ trọng cho nó hợp lý đối với từng giai đoạn. Đó, rõ ràng giai đoạn này mình cảm thấy không yên tâm cho nên mình chưa cho anh chị full hàng là vậy. Trong khi những cái room khác người ta liên tục hô full hàng trong hai phiên tuần trước đúng không? Thứ năm, thứ sáu cứ tăng xăng cái người ta hô full hàng, nhưng mà rõ ràng là đâu đơn giản như vậy anh chị ha. Ok. Thì mình sẽ cho anh chị cách đánh thực sự an toàn và không kém phần hiệu quả. Anh chị nhớ liên hệ với Tùng để về với đội của mình sớm nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Cả nhà nhớ cho Tùng xin một like, một share nhé. Và nhớ thả tim hoặc là để lại bình luận bên dưới. Số điện thoại của mình ở trên màn hình 0902986119. ID là 874. Welcome anh chị mở tài khoản mới hoặc là chuyển ID về ha. Yên tâm, cơ hội trong năm nay là rất nhiều. Về mặt ngắn hạn có thể là nó còn khó khăn và một phần nữa là do ảnh hưởng tâm lý cận Tết. Tuy nhiên qua năm mới thì chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội, anh chị cứ tin tưởng và yên tâm về mình ha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Anh chị nhớ bấm subscribe kênh nhé. Nhớ bấm subscribe kênh. Bye bye cả nhà.